Dậy dậy đi Trang ơi, gần 7 giờ rồi. Chơi game cho nó lắm vào. Dậy. Chắc vừa đi học về đúng không? Có đói không? Thật ra thì... Đi ăn nhá. Thôi đi. Thôi, gọi đồ đi, đồ ở đây ngon lắm. Ở trong game tôi nói hết được còn gì.
sở thích chơi game. Ăn chỗ này bim bim, sô cô la, bánh ngọt, pizza. À, đặc biệt là mì tôm xanh vừa ngon vừa rẻ, không phải nấu nướng gì cả. Ngoài ra tớ còn thích nem chua rán, khoai tây, nộm. Thôi thôi, cậu thích làm thứ đấy. Cậu không ghét cái gì à? Có chứ, học, tớ ghét học. Nhưng mà học quan trọng mà. Cái linh tinh gì đấy kìa. Đây mà là linh tinh à? Chứ còn gì. Sao hồi trước cậu bảo cậu không thích mấy cái vẽ vời linh tinh cơ mà. Cậu bảo gì ạ? Sắp tới cậu sẽ thi vào trường đại học gì? Cậu biết học á. Thế thì cậu định chơi game kiếm sống à? Ừ, cũng được chứ sao. Bán đồ trong game cũng được tiền mà. Với lại bạn ở trong game bao giờ cũng tốt và vui hơn bạn ở ngoài. Bạn ở trong game nguy hiểm lắm. Cậu đối với họ là ai? Cậu đang tỏ ra nguy hiểm đấy à? Quên mất. Sao hồi trước cậu bảo cậu thích mấy cái vẽ mờ linh tinh cơ mà. Cậu bảo thế nào? Này Long, game mình chơi đây là gì? Dành còn lâu hơn rồi. Tháng trước muốn học kỳ. Mà hôm nay nóng ấy, Hà Nội không muộn được không? Có điểm thôi không? Kia. Ngoài nào kia? Đâu? Còn tí hoài đúng rồi đấy. Xin lỗi bạn có phải ở Trang không? Không, nhưng bạn ở trong game nguy hiểm, bạn đâu có biết gì về họ. Cậu đang tỏ ra nguy hiểm đấy à? Trang ơi, dậy đi, gần 7 giờ rồi. Lại tối qua chơi game khuya đây. Con đây à, có gì ăn cho mẹ? Có rồi. Dạ.
ô khắc nhớ và cách đây đó 2-3 tháng có một cái phim đến. Ông bạn mày sao có con hàng ngon chén sướng quá nhỉ? Dễ lắm đấy, nó thích mấy thằng ngoan ngoan hiền hiền cơ. Tôi ăn mặc tử tế để dụ nó đây. Tối nay mà nó thích tôi thịt luôn. Nhớ quay lại clip. Nó hẹn tôi là tối nay đội mũ đen để dễ nhận ra. Nhưng mà kính đây. Mà sao lâu ấy nhỉ? Mãi chả thấy nó đến. Nó đeo cặp tím đấy. Chú ơi nhìn xem nào. Bác ơi, bác giúp cháu với. Có một bạn nữ đeo bao lông màu tím sắc cũng nguy hiểm. Bọn kia đang tìm bạn ý. Có gì bác ngăn bạn ấy giúp cháu nhá. Thế nào. Bác cứ giúp cháu đi ạ, cháu cảm ơn. Tuy bác không hiểu gì lắm, nhưng bác thấy vẻ mặt thằng bé nó rất nghiêm túc nên bác có đi chung quanh đây bác tìm nhưng không thấy cô bé ấy. Cháu uống nước đi. Thank you.
sợ bị ai lừa à?